Đấy, bảo anh phải chào ngay. Hello. Sukablian, hello. Anh đừng có vào phải chào ngay. Đấy, anh xuống sập. Support long. Đi xuống. Ôi, bản Nga này. Vậy anh bản ngu vào nó chửi cho thì hiểu luôn. Đi em tặng anh một quả flash này. Ôi, chết rồi, chưa pin nhảy ném anh Dũng ơi, flash chưa thôi. Con mẹ ơi. Nấp. Đây đây, flash đây đúng rồi. Đâu rồi, cứu anh này. Ui, nó mu. Cơn luôn. Một nữa anh ơi. Đâu, bắn cung. Trời ơi, thấy chưa, em cứu anh ngay. Có cái gì đâu. Ôi, rồi, chết anh đúng không? CT. Ơ, sao nó lại bắn chết anh Dũng? Đéo hiểu. Em phải. Short. Đấy. Flash. Mẹ, đé thằng sót. Anh Dũng nhìn nhá. Cuối nhìn thấy CT. Trời ơi, nó biết làm sao được, em vẫn ở đây. Được. Về đi lái. Ủa, có thằng kia ping 5 kìa. Mẹ, em server ở nhà bếp nó. Server nó ở cạnh cái lò hạt nhân đấy. Thôi đừng ra long nữa anh ơi, spawn xấu lắm. Mít đẩy anh Dũng ơi. Mít push. Đó có lát đây. Long đẩy kìa. Long đẩy anh Dũng ơi. Mút. Long đẩy 2. Mút đi anh. Không mút được. Mút đi, còn thằng nữa đấy. Mút. Đợi sát Thái thôi. Rồi, thằng kia đi đầu cho anh rồi, anh sợ cái. Đây, thì tao đi sau nó mà. Pit anh ơi. Ăn nó đi, mút đi. Rồi, đấy á. Rồi, em ơi. Cái móc long ấy anh Dũng. Được, ok. Toàn việc nhẹ lương cao, muốn gì nữa. Nè, tại em là bom long. Rồi, ngay. Anh làm 3 rồi. Được. MVP. Anh muốn em boost flash cho anh bắn không? Được, Hiệp ơi. Được. Sao lần này anh tự tin đấy? Em flash này. Quay mặt. Không quay mặt à? Thôi. Đấy rồi. Rồi. Em boost flash cho anh và anh không ra luôn. Mày boost flash gợi cảm quá, rơi nghe. Đẹp mà, ớt flash đấy, flash đẹp anh. One more. Sure. Short middle. Middle low HP. Nice. Headshot luôn. Anh cũng vào kèo đây. Cuối ở Ukraine. Đúng, anh cũng đoán là nó ở đâu luôn. Mẹ, nó được quanh quẩn đâu đấy thôi. Đâu đấy là này, ở đâu? Này, mày cũng đéo biết nó ở đâu chứ đừng nói đố tao. Nào mày đâu, nó ở đâu? Ông Nghiệp. Tao biết bên phải này. Có cái... Không, thằng này nó vòng về long rồi. Đi ra long rồi. Ôi, anh Dũng nó ở đâu? Chẳng biết, nó cũng bảo tôi. Em biết. Cái danh này nó di chuyển khéo lắm. Thấy chưa, thằng kia tồn lên kìa. Nào, tao đố mày nó ở đâu đấy. Điệp về. Mẹ mày bất ngờ chưa? Vẫn biết thôi. Đủ cái stream này mà đủ 10.000 sắp tôi kiếm vợ anh cũng luôn. Bỏ đi, mày bỏ trước đi. Thì đây nó bỏ trước này con. Meat pushing barrels. Bê clear rồi, nó tập trung hết ở khu vực kia rồi, Hiệp ơi, không phải sợ. Ngoài. Clear rồi. Em bom này, kê cho em đấy. Em fake, sợ nó vào. Ngoài cửa sổ. Vậy anh Dũng bỏ em cái lúc này. Không, anh nhìn lại lâu. Anh nhìn lại chỗ tùn rồi em đặt đi. Anh có anh cái cửa sổ. Đẹp rồi. Ok nhá. Tuyệt vời anh Dũng ạ. Ai? Bình. Game sen. Một cửa sổ yếu à? Đó chết rồi. Phải cửa. Hai vết một. Nó vào ấy, đắp lên anh Dũng ạ. Đây mày. Wizard. Ai, tuyệt vời đúng không? Thế anh cũng biết có thằng móc hầm à? Anh đặt bọn Nga này khác gì Ukraine. Có thể đấy. Qua rồi đấy, anh cũng sang check bên phải đấy, em nhìn bên trái. Mày check đi. Mẹ mặt tao kê một đường mà anh. Tao kê. Có thể qua rồi, anh Dũng ra check đi. Cày vãi.
Thì đúng là anh phải qua còn gì nữa. Ê, tao sớm bốc cái đạo CT lại cho này. Smoke. Mid push, mid push, mid push. Này, cái móc, anh cái móc. Rồi, anh smoke lại rồi. Đã bong đâu ấy? This is safe game. Short, short, half HP. Em flash này, flash sau lưng anh ấy. Flash. Bom đẹp đúng không? Ờ, biết bom đâu. Anh cái CT em cái nấp ấy, nấp ấy. Cứ cái CT cho em mà được rồi. Bom chết. Okay. Ờ, chỉ sai tiếp hay sao Hiệp ơi? Ừ, gỡ thêm đúng được, bom đẹp mà. Xong bom, xong bom. Thôi, nó chạy, nó chạy, cút 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 đấy chú ơi. Hay à, anh có đi long không? Có, cho anh lại quả flash. Flash này, đây đây đây. Ôi, nó ngắm beat rồi. Check beat đi anh ơi. Em vừa phải em ơi. Cơ bản check beat đi, anh không tin. Anh cũng ngây ngô quá. Mito vẫn đấy. 1 HP. Làm được Hiệp ơi. 1 vết 3 thôi mà. Bãi lộn nó ngắm không? Ôi. Thích chả. Cay thật. Mẹ à, sao mày chết thì nó nai chai mà tao chết thì nó chửi. Con bạn sao. Chủ động lên Hiệp ơi. Có em súng to mà. Thì mẹ em bị bắn súng rồi này. Không sao. Lửa đẹp Hiệp ơi. Hai. Đây. Xin mời các bạn. Nhớ. CT and bottles. Hai. Hai. Ôi. Sợ thế. Hai sư. Đẹp. Mid đẩy đông nhớ. Rồi. Mid. Low, 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 low. Mid đây, mid đây. One more shot. Đi lo. Mẹ mày. Lo vẫn còn một thằng nữa. Anh lúc nào cũng đéo để ý cái đấy nhá. Cay quá. Thằng tạo tiếng. Ba thằng mít rồi. Ôi em chết rồi, thầy cứ tạo tiếng. Sai. Đấy thế chưa. Hai Hiệp ơi. Hai. 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 Xử lý kìa. Thôi thôi không phải cố. Em cứ bình tĩnh. Ô bom đâu rồi? Bom ở đằng sau. Thế mới là vấn đề đấy anh Dũng. Không phải sợ. Sợ. Hai. Đi mẹ nó thấy ở đâu mà. Hãy đi. Ai giả? Ai? Một kill của Akajima bằng $1 mặt cười. Kinh vậy. Nhưng mà không thể trách được Hiệp, một người chơi còn thiếu kinh nghiệm. Trách được. 5 triệu. Mẹ. 5 triệu nha anh Dũng nha. Cái gì đấy? 5 triệu. Cột mã mày 5 triệu cái. 5 triệu. Ôi, anh Dũng ơi, giết có bạn bảo anh giết một mạng donate 1 đô rồi, ra long giết 3 mạng nha. Lấy 3 đô rồi đó, em flash đó. Flash cho anh, tất tay cho anh nè, hiểu không? Quên đã mua giáp rồi. Thầy Kaiten Kazima phải vào xem liên. Long còn rồi em ơi. Cảm ơn Hải nhá, cảm ơn em nhá. Long cuối. Nó cuối đéo nào. Ừ được. Ăn nó đi anh, thêm một đô. Từng viên thôi. Anh đang đây. Từng viên. Mẹ chờ. Từng viên. Ui, để nó kết. Mẹ. Bao lâu tuần. Bao lâu tuần ăn mít. Oh, shotgun. Ở nào rồi, phải thua anh Dũng à, con cày hết tiền. Yeah. Đúng. Thằng này không giết được, thằng này hay chết mấy. Quả hay. Hay. Hay mà nữa này mặt cười, donate livestream theo rao nhé mặt cười. Ok, đã cảm ơn hay nhá. Được luôn này. Mày phải flash cho anh 4 quả vào. Rồi, anh vứt quả ra đây chứ. Vứt trên đường đi, đúng rồi, vứt thì cũng được. Đều luôn rồi. Rồi. Nó quay mặt. Mẹ quay mặt chịu đấy. Anh ôi. Em như được rồi. Ơ tí đổi vỏ mày ơi. Bây giờ tí tao flash cho mày ra bắn yếu nó xong tao ra kết thúc. Ba thôi em đã bắn yếu rồi, bắn chết luôn đấy. Ôi tí đi đường khác anh ơi, đi đường này em muốn chơi cối em đéo đấy. Hai cầm gơ lắc đấy. Luôn cầm bom, trên bom, cầm bóc one way. Em bảo anh phone anh ở lại cây bóc ấy là được một mạng đấy anh Dũng. Được.
Nhìn đi nhập ơi. One goose, one goose. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng để nó, đừng để nó tập trung vào anh. Rồi. Còn hai anh em mình. Anh rút cơ mắc cao. Đây em giết thêm một mạng nữa. Em giết thêm một mạng nữa. Rồi đây cơ mắc anh luôn á. Cơ mắc cao mà giết người. Từ từ nó có một thằng ngắm ấy. Chờ tí. Em muốn đổi đường không? Về đi một vòng không? Đi. Quắc quắc anh Dũ ơi. Anh em lên sót. Đi sát em vào còn giết được đổi được bạn. Ơ. Chạy chạy Dũ ơi. Chạy còn một thằng nữa chạy. Ui. Em ơi. Nó bỏ qua em. Nó giết anh. Người đàn ông triệu đô đi sau để chết. Mày còn cho anh em áp 10 đấm bồm mà lo này. Được, em flash rồi. Đều tay nhá. 4 quả đấy được không? Còn là 4 quả. Được. 4 quả vãi. Flash rồi. Round 17 mặt cười. Mù đấy. Mẹ em lại đĩa phải của anh. Trời ơi. Sao kia nó bỏ ạ? Cảm ơn anh. Mẹ em cay thật. Anh phải thí mấy thằng này đi. Long hai thằng. Một thằng tung xanh. Anh cứ để mấy thằng này nó thí anh làm gì? Chết con mẹ. Đẩy lên shot mà bắn anh Dũng mà giết nó. Đẩy đấy. Nó đang sợ nó không dám lên này. Nó đang nhìn anh ấy, chờ hết hàm chứ. Hay Dũng ơi, ngắm phát về luôn ấy. Nó Được. Có. Hay, về anh Dũng, về. Về đây. B vào anh Dũng ơi, B vào. Đợi một thằng biter shot. Wait. B vào rồi. Anh flash qua vào sai này. Mẹ vẫn còn là một thằng sống sót. Vẫn thằng sót à? Ăn nói. B box. Mi. Rồi, ôi, đã được rồi. Mà em đục. Xbox show. Lại sai rồi. Quá. Mấy thằng kia ngu quá. Lại trên. Đấy rồi, flash này đúng không? Rồi, đi. Mù. Bắn đấy. Đéo có. Mẹ hỏng rồi, nó đéo vào. Mẹ, có thằng chết ở mid luôn từ đầu chơi cái con f**k. Mid có rồi. Chết. Một shot nữa. Đây. Đéo nhìn anh đâu. Thằng ấy, anh không giết à? Nó chạy đâu rồi anh đâu? Nó ở mid ấy, chắc nó chạy vào hầm rồi. Chán vai. Đó lại chiều anh Dũng đấy, còn lại cay. Ôi lại chạy, đúng rồi. Bình cà lốt quá Hiệp ơi. Không phải lỗi anh em mình.